Khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay, bỗng nhìn đẹp như sao. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Rồi. À, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em tên là Trần Mạnh Hùng, em đến từ Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em thì là thợ điện. Thế làm kỹ sư về điện hay là...? Không, em làm... nói chung là giấy công trường anh. Công trường là em làm cụ thể về cái gì? Dạ, em bên em là thi công đóng mấy cái dàn khai thác dầu khí ấy. À, Hùng như tuổi không? Dạ, 4 ngày nữa thì em được 31 đôi bánh chưng anh ạ. Rồi còn em, giới thiệu về mình đi. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý khán giả. Em là Nguyễn Thị Lan, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên sale bất động sản ở Phú Mỹ Hưng, quận 7 ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Nghe cái giọng của em là ta muốn mua nhà rồi đó. Em cảm ơn chị. Ưu điểm của em là gì mà khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm thì ít nhưng mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm của em là ví dụ như là hòa đồng với mọi người, tiếp chuyện cũng nhanh, rồi làm gì cũng nhanh gọn lẹ, nhưng mà hay ẩu ạ. Ẩu? Vâng. Khuyết điểm là hay quên ạ. Hay ẩu có phải là khuyết điểm không? Nói chung là cũng đôi khi là khuyết điểm là không trong công việc, ví dụ giấy tờ quên. Lại quên, vâng. Là mất cái là mệt đó, đúng dạ, không? Vâng ạ. Rồi ví dụ như là nấu ăn thì cũng nhanh nhưng mà không được ngon lắm, rồi hay là tắm thì tắm rất nhanh hoặc có khi tắm lâu chẳng hạn. Rồi mời em trai, em giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình cho đàn gái nghe đi. Dạ, khuyết điểm ưu điểm của em thì làm được những công việc nhà này, có thể làm hơn cả phụ nữ đấy ra, không uống rượu, không uống bia. Không cờ bạc, nói chung là không có tệ nạn. Rất thích chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Nhiều môn lắm. Vậy là tốt rồi. Dạ. Em có một khuyết điểm gì không? Khuyết điểm chắc là em sợ rắn anh ạ. Sợ rắn hả? Em, cái tình trường của em như thế nào? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình là 3 năm khi còn sinh viên, sau đó ra trường thì em chuyển về đây là chia tay bạn ấy luôn ạ. Còn sau vào đây thì em quen một bạn trai cũng hơn 3 năm. Sau đấy thì em cũng chia tay vì lý do cái công việc với lại nó không phù hợp với lại cái tư tưởng đi đến hôn nhân nó khác nhau. Nên cách đây bao lâu rồi? Dạ, năm 2000 cuối năm 2017 ạ. Rồi còn em ơi. Dạ. Tình trường em thế nào? Em thì cũng trải qua 3 mối tình anh. Mối tình lâu nhất có là mối tình đầu là 5 năm á. 5 năm. Mối tình thứ hai mấy năm? Mối tình thứ hai chắc được khoảng 3-4 tháng thôi. Mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì được 2 tháng. Tại vì... Sao mối tình tính từng tháng không vậy? Có mối tình đầu là sâu đậm thôi đúng không? Dạ, mối tình đầu sâu đậm anh. Lý do chia tay là gì mà sao mà nhanh nhẹn vậy em? Ông lý do chia tay mối tình đầu tiên gì? Tại hồi xưa nhà em ở Đắk Lắk á. Thế là quen bạn ở trên Đắk Lắk được 1 năm thôi, là xong rồi nhà em chuyển Vũng Tàu. Xong rồi yêu xa 4 năm cơ. Xong rồi đến lúc kỷ niệm đúng 5 năm yêu nhau là mình nhận cái tin gọi là sét đánh quá. Tôi em đã lấy chồng rồi. Rồi chứ cô ấy là bỏ mình lấy lập gia đình trước đó đúng không? Dạ. Còn hai mối tình sau sao nhanh quá vậy? Tại hai mối tình sau á, tại vì sau này em biết người ta có người yêu rồi á, mà người ta vẫn quen mình á. À. Xong rồi em chia tay luôn. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng cao 1m67 trở lên. 67 trở lên? Dạ. Tại em cao mà anh. À. Em cao mét mấy? Gần 2m à. Trời ơi. Úi giời ơi. Có gần 2m thôi em ơi. Gần 2m. Em đừng có đứng lên nha. Em ngồi là bằng anh rồi đó. Em có 1m rưỡi rồi đi làm nào. Đó bên đây thì đó người ta vậy đó, rồi biết bệnh ý sao đây trời, tìm đâu ra cái người mà cao dạ. Tương xứng với em sao trời, đi gần 2m. Theo cái thang cũng được. Dạ. Rồi em yêu cầu gì nữa? Với lại bạn da trắng. Da trắng? Dạ, biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Với lại đừng có xe xua đua đòi quá. Không đua đòi, xe xua. Rồi gì nữa? Biết chơi thể thao càng tốt. Biết chơi thể thao. Trời ơi, đâu ra người con gái cũng hoàn thiện quá vậy trời.
Rồi, em... đó là yêu cầu của đàn trai, đàn gái sao nè? Khoan để tôi hỏi nè, em thấy cái yêu cầu của bạn đó thì mình được bao nhiêu? Chả được điểm nào ạ. Chết rồi. Chả được điểm nào ạ. Chết rồi, không được điểm nào luôn. Rồi còn em thì sao? Em thì chỉ cần bạn nam cao trên mét 7 vì em cũng thấp ý. Nên... Ui, em ơi, người ta cao 1m9, 2m rồi, em không cần phải lo cái vấn đề đó nữa. Nên em giờ yêu cầu 1m9 cũng được ha. Không hô, không hói, rồi không hút thuốc, mà bia rượu thì hạn chế rồi ạ. Không rượu bia, nhưng mà hói là có vấn đề nha. Đúng rồi, hình như hói ít ạ. Yên tâm, đã có massage rồi. Hả? Để tôi quanh xem đàn gái như thế nào nha. Massage 7 hả? Dạ. Em không thích hói hả? Sao vậy? Hói nhìn xinh già lắm ạ. Ví dụ như bây giờ bên kia người ta hói thì giờ em tính sao? Hói mà người ta cao. Cao, tài năng, đồ này kia nọ thì hói sao? Hói mà người ta tài năng chơi thể thao. Cái đó quyết định bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà em chọn lựa bạn trai? Chắc 30%. 30%? Dạ. Còn 70% kia là những cái gì mà có thể làm cho em lướt qua được cái hói? Ví dụ như là bạn, nếu bạn ấy chân thành này. Chân thành. Vâng, bạn ấy chân thành rồi tu chí làm ăn. Tu chí làm ăn. Dạ. Biết quan tâm chia sẻ nếu khi mà đi cùng nhau hoặc là sau về với gia đình là được rồi. Rồi. Dạ. Và ba cái đó thì em đáp ứng 70% đúng không? Để dư sức xóa hói rồi đó. Xóa chưa? Thôi coi đây coi xác định hói được không? Nói chung là em đã có 70% để xóa hói rồi, em yên tâm đi. Có cơ sở để mình xóa em à. Rồi em hình dung cô gái bên đây thì sao? Cô tự giới thiệu cô 1m5 đó. 1m5. Đang hơi hoang mang đấy chị ạ. Thì có gì đâu, em khỏi đứng, em cứ nói chuyện, em ngồi hoài cũng được. Chị cũng thấy là có những người mà thực ra nếu mà yêu nhau rồi thì cái khoảng cách mà chiều cao thì nó cũng chả có vấn đề gì. Không, nói chung là em không đòi hỏi chiều cao đâu. Nhưng mà tại vì trước em quen với mấy người kia á, người ta cũng phải 1m6 trở lên đúng không ạ? Đi với em thì cứ che em cao quá. Thế là bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn cho mình thôi. Thôi bây giờ vậy đi, mình sẽ giao lưu với gia đình, người nhà mình đi, để họ bật mí một chút xíu gì cho mình nha, cho em đỡ hồi hộp ha. Em đi với ai ạ? À? Em đi với em gái với lại anh bạn đồng nghiệp. Đâu, em gái. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở đây ạ. Em tên là Thảo, thì em là em gái của anh Hùng. Thì theo như những gì mà em quan sát nãy giờ thì chị đây rất là dịu dàng và rất là trưởng thành. Em thấy rất là hợp với anh của em. Về chiều cao của chị này thì em nghĩ không thành vấn đề. Giờ dành cao gót 20cm cũng có, nên là không sao hết. Mà hai người đi với nhau mà nếu có chênh lệch cái thì nó cũng rất là dễ thương, nên không thành vấn đề. Nên là em nghĩ nên là em nghĩ cái đấy không quá quan trọng đâu anh Hùng. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp và chị sếp của em ạ. Sếp cười rất tươi. Chị sếp có ý kiến đi chị sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người khán giả. Em là Huyền, hôm nay em đến đây là cổ vũ và ủng hộ cho bạn Lan. Mong cho bạn là tìm được một người là ưng ý. Em thấy anh bên đây thì sao? Dạ em thấy anh bên đây là một người chững chạc, có ngoại hình là hơi cao. Tóc tai thì sao? Theo em cảm nhận tóc tai đi có xếp rồi. Tóc tai thì không hói, tóc đinh bình thường. Ngắn gọn. Rồi bây giờ Vân thấy vậy là ok rồi đó. Giờ cho các bạn gặp nhau chứ để hồi hộp quá. Mở rào đi. Không gian này của hai bạn đó. Hôm nay tham gia chương trình anh có mua một chú lợn xinh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Và em cũng một món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Mở ra đi cưng, mở coi bạn gái tặng mình gì, mở ra. Hai đứa đứng không có hề mà đây là mới có 7 phân thì giày có 7 phân thôi nha. Em cũng không biết là thích cái gì, nhưng mà em mua cái áo phông này size L, nhưng nếu mà không vừa thì có thể để đổi size lớn hơn ạ. Dạ. Thì anh này anh thích mặc áo thun lắm. Thay vì năm mua sơ mi giờ mua luôn áo thun, đúng sở thích luôn. Đúng sở thích luôn. Hay thiệt. Lúc nãy lên thì lúc nãy cũng quên hát một bài hát tặng cho bạn gái. Bây giờ em xin tắt hát tặng cho bạn gái với lại hai MC với lại quý vị khán giả. Bài hát có tựa đề là Hãy Là Của Riêng Anh. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay, bỗng nhìn đẹp như sao. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi.
Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Rồi. Ông nói ông tặng mọi người mà tôi thấy ông có thì thầm với bạn này thôi à. Thiệt luôn á, em đáp lễ lại đi em. Dạ vâng, em cũng không biết hát sợ lắm nên em sẽ hát một đoạn nhỏ trong bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa thu cầu, mình hẹn nhau trên đoạn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bàn nhạc. Thôi thì cũng được rồi, bây giờ mình về cuộc trò chuyện đi ha. Thế em cảm nhận như nào về anh? Thấy anh cũng hiền ạ. Thấy giọng nói với ánh mắt thì cũng chân thành. Còn anh thấy em khi xuất hiện có giống những cái gì, những suy nghĩ gì anh nghĩ về em không? Khi rào mà chưa mở ra thì anh cũng chưa thể gọi là hình dung em được như nào cả. Nhưng mà lúc mà rào mở ra rồi thì anh thấy em một người con gái là xinh xắn. Cảm ơn em. Bây giờ thì cái vấn đề chiều cao nó không quan trọng nữa rồi. Anh cho em hỏi là em vào đây là hơn 4 năm rồi, nên em muốn định cư ở trong này luôn. Thì anh có dự định là ở Hồ Chí Minh không? Hay là anh về Vũng Tàu? Bây giờ nếu ví dụ anh với em mà có thể tiến xa hơn nữa thì cái khoảng cách với lại cái quan điểm về cái một cái chỗ ở cố định thì nó không là vấn đề nữa rồi. Dạ. Em quan niệm về một người con trai như thế nào? Khi mà về cuộc sống gia đình hôn nhân sau này, hai người đều có thể san sẻ công việc cho nhau, san sẻ công việc, chia sẻ với nhau về con cái, về gia đình, bố mẹ hai bên. Là như vậy thôi ạ. Cái đấy thì anh đáp ứng được. Nhưng mà em có một cái điều nhỏ là khi công việc của em sale thì cũng đi suốt ấy, cũng không có nhiều lúc là nấu ăn hay là chăm sóc gia đình chưa được chỉn chu chỉnh chặt lắm đâu ạ. Cái đấy em rất là tệ. Cái đấy em không làm được thì anh làm được. Anh phụ, anh có thể phụ em mà. Dạ. Mình hẹn hò ngày đầu tiên, mình hẹn hò ở đâu? Ngày đầu tiên mình hẹn hò chắc là Sài Gòn ạ. Dạ. Và nếu được thì chắc là đi cùng công ty em đi ra ăn lẩu luôn. Chắc là tổ chức luôn em. Nhóm đông lắm đó. Hôm nay đi với nguyên nhóm luôn đó. Đó, sẵn sàng chưa? Hôm sau. Rồi. Hết thời gian. Chúng ta để tay mình nút bấm. Qua cuộc trò chuyện cùng với sự góp ý của hai bên, chúng ta đủ để cảm nhận xem trái tim có rung động thật sự chưa. Nếu chúng ta quyết định bấm nút thì chúng ta phải chấp nhận với những gì chúng ta đã nói. Chúng ta có trách nhiệm với nó. Bấm nút là để tiến xa hơn trên con đường hẹn hò. Nếu không rung động thì không cần bấm. Thôi để em đếm cho anh. Sau 3 tiếng đếm. Để em đếm cho, để em đếm. Một. Để em đếm, để em đếm cho, để em đếm. Chỉ là một thôi là bấm rồi đó. Tôi nói thiệt với ông, cái vai trò của tụi mình bây giờ nó là con số 0 rồi. Đếm làm gì nữa. Rồi, nắm tay nhau đi. Như vậy các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên đặt để nhớ ngày hôm nay. Hãy cho anh hôn mái. Hãy cho anh. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Em cảm ơn chị Hồng Vân, em có huyện Linh. Cảm ơn anh Linh. Chúc mừng các bạn nha.